Cao Nghĩa, chạy vào. Cao Nghĩa, chạy vào. Cao Nghĩa, Cao Nghĩa, chạy vào, chạy vào. Ừ, giờ đá nghiệp rất nhiều dữ ạ. Mấy đứa con à, chưa. Thank you.
8 phút 35 giây đủ thời gian quy định. Trong quá trình diễn ra bài thi, Cao Nghĩa Đường không mắc lỗi, các trọng tài bàn lưu ý. Đơn vị Cao Nghĩa Đường đăng ký 13 động tác khó, hoàn thành 12, điểm đạt 2 điểm, các trọng tài bàn lưu ý. Các trọng tài chuẩn bị báo điểm.
trọng tài báo điểm. Trọng tài số 1 8,81, trọng tài số 2 8,71, trọng tài số 3 8,70, trọng tài số 4 8,60, trọng tài số 5 8,84. Số điểm đạt được của đơn vị Cao Nghĩa 8,74 do chú Lăng làm rớt lọc không lấy lại được lọc bị rơi, trọng tài trưởng quyết định 0,5. Số điểm đạt được cuối cùng của đơn vị Cao Nghĩa Đường là 8,24.